Thưa quý vị, bạn đối đầu với một đối thủ rất cao to về thể hình cũng như thể lực và cũng đã rất dè chừng đội tuyển U20 Việt Nam, đó chính là đội tuyển U20 Úc ở giải U20 châu Á. Thì cuối cùng thì đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn đã có một trận đấu vô cùng thành công với một chiến thắng tối thiểu 1-0 và giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu ra quân. Huấn luyện trưởng của đội tuyển U20 Australia đó là ông Morgan cũng đã rất nhiều lần nhắc về các đội trẻ Việt Nam đã từng khiến cho rất nhiều những đội trẻ của Úc đã phải nhận trái đắng. Và trước khi mà trận đấu diễn ra trong cuộc họp báo thì bản thân của ông này cũng đã nói rằng đã nghiên cứu rất kỹ băng ghi hình về đội tuyển U20 Việt Nam để lên những kế sách để giúp cho đội tuyển U20 Úc sẽ có được một chiến thắng. Tuy nhiên trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã có một kế hoạch thực sự tuyệt vời và chúng ta đã có một kết thúc vô cùng hoàn hảo. Chúng ta đã ra sân với một sơ đồ đó là 3-4-3, trong đó thi thoảng lại chuyển đổi sang trạng thái đó là 4-5-1. Một sơ đồ rất cơ động trong việc phòng ngự, thế nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có thể chuyển sang trạng thái tấn công khi mà cần thiết. Với cách bố trí sơ đồ như thế này thì chúng ta đã có một lực lượng đủ dày ở phân sân nhà và chúng ta sẵn sàng chờ hội những cơ hội để chúng ta có thể phản công. Và mỗi một tiền đạo có khả năng tì đè cực tốt, tốc độ cực kỳ tuyệt vời và có khả năng xử lý tận dụng cơ hội cực nhanh đó là Nguyễn Quốc Việt thì chúng ta đã có một thế trận cực kỳ hoàn hảo. Mọi diễn biến ở trên sân có lẽ rằng cũng đã nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Hoàng Tuấn khi mà trước khi trận đấu diễn ra thì ông cũng khẳng định rằng đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển U20 Australia và ông chỉ nói rằng là dành sự tôn trọng dành cho đối thủ mà thôi. Đội tuyển U20 Úc đã khai thác rất tốt cái khả năng chơi bóng bổng của mình với một cái nền tảng thể lực cũng như thể hình tuyệt vời. Những lần đá phạt góc thì đội tuyển U20 Úc cũng đá rất cao để họ làm sao có thể có được những sự thuận lợi trong cái khả năng không chiến để mong rằng có thể ghi bàn. Thế nhưng cái kế hoạch này của đội tuyển U20 Úc thực sự là không quá hoàn hảo. Đội tuyển U20 Úc họ giữ bóng nhiều hơn, họ chơi áp đảo, họ chuyền bóng nhiều hơn và điều này đương nhiên thì cũng không nằm ngoài dự đoán của rất nhiều các chuyên gia cũng như là chính đối với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ngay khi thời điểm trận đấu diễn ra thì đội tuyển U20 Úc họ liên tục cầm bóng để chuyền qua chuyển lại rất nhiều. Thế nhưng cuối cùng thì lại dính một pha phản công đến từ đội tuyển U20 Việt Nam. Một pha bóng cho thấy được pha hợp tam giác cực đẹp ở bên hàng lăng cánh trái và một pha đi bóng sộc thẳng vào khu vực sát khu trung lộ và tung ra một cú dứt điểm không thể cản phá của Nguyễn Quốc Việt. Trong một tình huống tấn công sở trường ở bên cánh trái thì Quốc Việt đã nhận bóng của đồng đội và hàng phòng ngự của đội tuyển Úc khi đó chắc chắn đều nghĩ rằng sẽ tiếp tục là một đường chuyền sang cánh phải cho cầu thủ Thanh Nhàn bên phía đội tuyển U20 Việt Nam. Thế nhưng không, Quốc Việt đã bất ngờ tung ra một cú sút ở ngay sát vòng 16m50, bóng bay sệt chìm và cực xoáy cuộn vào phía cột dọc bên phía tay phải của thủ môn đội tuyển U20 Australia. Mặc dù thủ môn của đội tuyển này đã bay người hết cỡ thì cũng chỉ còn cách đó là nhìn quả bóng làm gọn trong lưới mà thôi. Và sau bàn thua sớm thì đội tuyển U20 Úc họ đã rất cố gắng để dồn lên tìm kiếm bàn thắng và những pha hợp cách cầm bóng của họ mạch lạc hơn. Nhưng có lẽ rằng cái điều quan trọng nhất còn thiếu của đội tuyển U20 Australia đó là những mảng miếng và những pha đột phá cá nhân của họ thì lại không có. Kết thúc cuối cùng thì đội tuyển U20 Việt Nam đã có một chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 và nếu may mắn hơn chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến những chiến thắng cách biệt hơn. Nhưng dù sao 3 điểm thì cũng là một kết quả quá tuyệt vời dành cho đội tuyển U20 Việt Nam. Chúng ta coi như đầu xuôi và hy vọng rằng đuôi lọt trong những trận đấu sắp tới khi mà chúng ta sẽ gặp đội tuyển U20 Qatar vào lúc 21 giờ ngày 4 tháng 3 tới đây. Và xa nữa đó chính là gặp đội tuyển rất mạnh, đó là đội tuyển U20 Iran. Và sau khi trận đấu kết thúc, đương nhiên chúng ta cũng nhận được rất nhiều những cái bình luận tới từ các cổ động viên của khắp châu Á và đặc biệt đương nhiên đó chính là các cổ động viên của Đông Nam Á. Rất nhiều những tờ báo, tờ Indonesia, từ Thái Lan, từ Malaysia và rất nhiều những đội bóng nước khác nữa cũng đã vào bình luận về chiến thắng có thể nói rằng là vô cùng bất ngờ của đội tuyển U20 Việt Nam trước Australia. Rất nhiều những cổ động viên đến từ Malaysia, đến từ Thái Lan và kể cả đặc biệt là Indonesia nữa đã lại gửi những lời chúc mừng dành cho đội tuyển U20 Việt Nam. Những điều thực sự bất ngờ bởi trước đây chúng ta cũng đều thấy rằng là sự ganh đua của bóng đá Việt Nam với các nước như là Thái Lan, Malaysia hay Indonesia là cực lớn. Thế nhưng trong những bình luận này chúng tôi đều thấy được hầu hết đó là những lời chúc mừng. Bởi cũng đơn giản thôi, vì Việt Nam và Indonesia hiện nay là đại diện dành cho bóng đá của Đông Nam Á, giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á. Và việc đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta đã có một cái trận đấu thực sự là quá tuyệt vời, một chiến thắng có thể nói ấn tượng, tưởng chừng như bất ngờ nhưng rất là thuyết phục
trước đội tuyển U20 Australia, thì những lời chúc mừng của các cổ động viên của khắp Đông Nam Á cũng như là châu Á dành cho đội tuyển U20 Việt Nam thì cũng là điều không có gì phản bàn cãi cả. Và từ những lời chúc mừng đó, chúng ta mới thấy được rằng là chúng ta đã có một chiến thắng xứng đáng đến như thế nào. Một trận đấu tưởng chừng như là sẽ là rất khó khăn dành cho đội tuyển U20 Việt Nam. Thế nhưng với việc là chúng ta tuân thủ rất tốt cái chiến thuật của ban huấn luyện đề ra, và đặc biệt đương nhiên không thể phủ nhận được năng lực của những cầu thủ của đội tuyển U20 Việt Nam là rất tuyệt vời. Với những cầu thủ đã từng được tập huấn tại Đức và với những cầu thủ đã có rất giàu những kinh nghiệm thi đấu trong bóng áo của những cấp độ đội tuyển U19 hay là U23 vừa qua, và đặc biệt là Khuất Văn Khang, cầu thủ mà được thi đấu cả trong bóng áo của đội tuyển quốc gia nữa. Cầu thủ vừa qua được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam năm 2022. Đây quả thực là một trận đấu quá hay dành cho đội tuyển U20 Việt Nam, bởi chúng ta nhìn về cái khả năng kiểm soát trận đấu thì đội tuyển U20 Australia họ cầm bóng đến tới tận 67%, trong khi đó thì đội tuyển U20 Việt Nam chỉ có là 33% mà thôi. Nhưng hãy nhìn về những cú sút, cú dứt điểm của hai đội bóng thì đội tuyển U20 Australia chỉ có được 6 cú sút thôi, trong khi đó thì đội tuyển U20 Việt Nam là 8, và cú sút trúng đích của Australia chỉ là 1, trong khi đó chúng ta có 2. Và những thông số đó cho thấy được rằng là rõ ràng đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta vẫn chơi theo phong cách đó là phòng ngự phản công, nhưng chúng ta thực sự chủ động trong cái cách chơi của mình. Chúng ta không cầm bóng quá nhiều nhưng chúng ta vẫn tung ra được rất nhiều những cú dứt điểm. Và quan trọng nhất với bóng đá hiện đại hiện nay, không phải đội bóng nào cứ cầm bóng nhiều, đội bóng nào giữ bóng nhiều, chuyền bóng qua lại nhiều là đội bóng chiến thắng, không phải. Và chúng ta phải nhìn về cái thế trận vừa qua mà đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta có được, tạo ra được trước đội tuyển U20 Australia. Chúng ta đã khiến cho đối thủ thực sự là đã luống cuống trong rất nhiều những pha bóng, và dường như là Australia họ cũng chỉ tung ra những cú sút theo tính là cầu may thôi. Còn với đội tuyển U20 Việt Nam, những miếng đánh thực sự là rất rõ ràng. Với những cầu thủ chất lượng có được ở trong tay thì việc huấn luyện viên Hoàng Tuấn có thể dễ dàng sắp xếp một đội hình để chúng ta chiến đấu với các đối thủ ở bảng này là một điều cũng không phải là quá khó. Trước khi trận đấu này diễn ra và trước khi giải đấu diễn ra, chúng ta đã bước vào một cái bảng đấu được coi ra là tử thần, nơi mà cũng có những đội tuyển Úc hay Qatar hay là Iran, những đối thủ cực mạnh. Ở trong trận đấu này thì chúng ta đã có được một chiến thắng, chúng ta đã có được 3 điểm. Thế nhưng dù sao thì chắc chắn là chúng ta cần phải giữ được đôi chân ở trên mặt đất, bởi hai đội bóng còn lại là Qatar cũng như là Iran thậm chí cũng được đánh giá rằng là mạnh, thậm chí là mạnh hơn so với đội tuyển Australia ở trong trận đấu mở màn. Mọi thứ hiện nay thì vẫn còn phía trước, và mục tiêu của đội tuyển U20 Việt Nam đương nhiên là tiếp tục là có điểm trong trận đấu tiếp theo. Mục tiêu tiến tới vòng tứ kết tưởng chừng như là khó khăn, thế nhưng giờ đây với một chiến thắng trong ngày đầu ra quân thì cái cánh cửa đã mở toang, và thì chờ đợi thầy trò Huy Hoàng Tuấn tận dụng tốt những cơ hội còn lại. Và nếu chúng ta tiếp tục thi đấu ấn tượng và chắc chắn bền bỉ, quyết tâm như những gì mà chúng ta đã thể hiện trong trận đấu với đội tuyển U20 Australia vào buổi tối ngày 1 tháng 3 thì hoàn toàn chúng ta có thể làm nên những sự bất ngờ. Lần thứ hai chúng ta có mặt tại vòng chung kết của giải U20 thế giới là một điều hoàn toàn chúng ta có thể làm được với những gì mà chúng ta đã làm vào năm 2016, chúng ta đã có được cũng dưới bàn tay của Huy Hoàng Tuấn. Thì hiện nay mọi thứ vẫn đang là mở toang. Hy vọng rằng với một lực lượng dày dặn kinh nghiệm, với những lứa cầu thủ được đánh giá là vô cùng tài năng, thì chúng ta sẽ hoàn thành tốt được cái mục tiêu này. Nhưng dù sao, mục tiêu trước mắt đó chính là việc chúng ta sẽ vượt qua được vòng bảng, một bảng đấu được coi rằng vô cùng khó khăn dành cho đội tuyển U20 Việt Nam. Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào về những cái thông tin ngày hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và bạn, thì hãy để lại cho Tuấn Lá một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuấn Lá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuấn Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.